Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một cách trồng lan bằng vớn cọng. Cách này nói chung bây giờ cũng ít ai dùng vì cái phong trào trồng quả thông nó đã lên ngôi thời gian qua. Nhưng mà vớn cọng nó cũng có nhiều cái hay lắm các bạn. Cái vớn cọng này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để làm cho cái vớn cọng này nó tốt hơn, và mình sẽ review cho các bạn coi những chậu lan trồng vớn cọng nó thế nào ha. Đây, cái vớn cọng đây là những cây lan trồng bằng trồng đa dăng, những cây lan đa dăng mà trồng bằng vớn cọng đó các bạn. Những cây lan đa dăng trồng vớn cọng thì hiện tại giờ nó đang phủ kín mặt và cây lên rất là sung khỏe, ít bệnh tật. Vì cái cây, những cây lan mà trồng bằng vớn cọng thì nó được có cái chất khử trùng, trong vớn cọng nó có cái chất khử khuẩn các bạn, rất là tốt. Thì ở dưới đây thì người ta trồng bằng than, xong ở trên là vớn cọng phủ mặt, cắt ra nhỏ nhỏ nhỏ, cỡ cọng cỡ gì nha các bạn, cọng cái gì. Thì vớn cọng nó có cái hay là nó giữ nước cũng không có nhiều, tất nhiên cũng có giữ ẩm, nhưng chúng ta cho nên cắt nhỏ để nó bền ra được như vậy nè các bạn, bền chặt như vậy nè. Ví dụ đây ta làm như bạn nhìn kỹ nè, rồi Mami sẽ chỉ các bạn một cách để các bạn trồng cho nó tốt nha, là các bạn làm sao trồng nó lòi ra cái cọng, nó lòi ra cái thân gỗ đen mung như vậy nè là tốt. Còn mà nó vẫn còn có những cái, những cái mà bám bụi bụi mà trong rừng như là màu nâu á, là các bạn nên ngâm và rửa ha, để sao nó lòi ra cái cọng đen như vậy là tốt nha, cọng đen. Còn cái nâu nâu đó là nó là một cái chất gì đó trong rừng nó còn nguyên thủy, trồng có cái đó thì rễ đi không có tốt. Còn trồng mà nó đen gì, các bạn thấy đen không? Đó, đen gì nè là tốt. Thì vớn cọng thì nói chung bây giờ giá cũng cũng gọi là ngang ngửa với thằng vỏ thông các bạn, nhưng mà được cái là nó nhẹ hơn vỏ thông. Như chúng ta trồng, và cách này trồng cũng là hay, các bạn có thể ứng dụng để trồng vớn cọng ha. Nói chung là cũng rất là tốt, nó đã nổi tiếng trong việc trồng cát la da hồi xưa giờ. Hồi xưa dân cát là hay trồng vớn cọng các bạn. Đây, đây vớn cọng đây, coi bộ rễ cũng đi rất là tốt ha. Vớn cọng đây, vớn cọng làm là chậu luôn, rễ nó đi vô rồi đặt kẹo luôn các bạn. Vớn cọng thì nó có một cái dở là rễ đi, mà chúng ta mốt thay chậu thì nó hư rễ, nó không có bốc dễ như là thằng vỏ thông hay là sư dừa. Nói với than, vớn cọng này với than là đi là rễ là đi hư luôn. Tôi trồng cố định đi đường dài. Đây các bạn coi ha, đi đường dài nha các bạn. Nói chung là chúng ta trồng cái gì mà quen thì rất là dễ, còn cái gì mới mới thì phải một thời gian tìm hiểu và rút kinh nghiệm mới được nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem quay clip về cây trồng vớn cọng. Xin cảm ơn các bạn.